Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả, mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Từ chức miễn nhiệm theo quy định 41, giá trị của đạo làm quan. Quý vị và các bạn thân mến, việc cán bộ xin từ chức miễn nhiệm thực hiện theo quy định 41 thể hiện những giá trị tốt đẹp, tinh hoa trong đạo làm quan, đạo làm chính khách của các nhà chính trị ở phương Đông, phương Tây trước này. Thời gian qua, không ít cán bộ cấp tỉnh đến trung ương làm đơn xin từ chức, thôi chức. Người từ chức vì liên quan đến sai phạm ở địa phương do mình phụ trách, người từ chức vì chưa hoàn thành trách nhiệm của người đứng đầu hoặc không đáp ứng được nhiệm vụ được giao. Việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ thực hiện theo quy định 41 ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương có tác động tích cực trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Bản lĩnh của cán bộ. Cuối năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận và một số tỉnh, thành phố tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này đối với cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh theo nguyện vọng cá nhân. Trong khoảng thời gian cuối năm 2022, ba ủy viên Trung ương Đảng cũng tự nguyện xin thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương và chức vụ lãnh đạo quản lý. Tiếp đó là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Trong số các lãnh đạo địa phương và trung ương xin thôi chức vụ, có người bị kỷ luật vì những vi phạm trong công tác quản lý, người thì chịu trách nhiệm chính trị trong vai trò người đứng đầu. Ông Mai Thanh Hà ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc cán bộ lãnh đạo cấp cao viết đơn xin thôi chức tạo được dư luận tốt trong nhân dân. Sự tích cực ở đây là các cán bộ này dám dũng cảm đệ đơn xin từ chức. Điều này tạo nên dư luận rất tốt trong tư tưởng người dân. Họ dám từ quan để về làm dân và điều đó cho thấy rằng văn hóa từ chức ở Việt Nam đang dần dần được lan tỏa, không phải từ dưới đi lên mà từ trên đi xuống. Ông Mai Thanh Hà cho biết. Việc thôi chức, miễn nhiệm chức vụ trong đảng, trong chính quyền được thực hiện theo quy định số 41 ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương, bước đầu cho thấy tinh thần quyết liệt mạnh mẽ của đảng trong công tác cán bộ. Nói về tinh thần của quy định 41 tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tổ chức đầu tháng 12 năm 2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết ở các thể chế chính trị khác, từ chức thường rơi vào hai việc. Thứ nhất, đó là cán bộ lãnh đạo có sai lầm trong công tác. Thứ hai là do sức ép trong nội bộ đảng, sức ép của dư luận xã hội. Theo ông Võ Văn Thưởng, cần phải đặt ra một sức ép trong đảng, trong xã hội, trong tổ chức để cán bộ tự nguyện từ chức khi có khuyết điểm sai phạm. Nếu những nhiệm kỳ trước có những lãnh đạo bị kỷ luật cảnh cáo vẫn tại vị, vẫn làm hết nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ này khi cán bộ bị cảnh cáo cũng xin từ nhiệm, đây cũng là cách làm theo văn hóa của Việt Nam để từ đó công việc tốt hơn lên. Tôi tin rằng với xu hướng này thì sắp tới cũng sẽ tốt hơn, rồi tới các chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phó chủ tịch cũng có. Chủ tịch từ chức để đảm bảo nhiệm vụ thấp hơn theo tinh thần là ngã chỗ nào đứng dậy chỗ đó mà cố gắng làm và nỗ lực khắc phục khó khăn, ông Võ Văn Thưởng cho biết. Sàng lọc cán bộ giúp đảng mạnh hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Hải, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Quốc phòng, việc từ chức miễn nhiệm theo quy định 41 góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nâng cao nhận thức về vai trò vị trí cương vị lãnh đạo mà nhân dân giao phó. Trong công tác nhân sự thời gian qua, với những cán bộ sai phạm, đảng ta đã xử lý rất nghiêm minh, dù người đó ở vị trí công tác nào, việc này đáp ứng được mong mỏi của toàn đảng, tạo được niềm tin của nhân dân. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Hải, việc miễn nhiệm từ chức khi chưa hết nhiệm kỳ theo quy định 41 giúp sàng lọc cán bộ ở mọi cấp, mọi ngành, từ đó làm cho đảng mạnh hơn, xứng đáng với vai trò là đảng cầm quyền, cũng như bảo vệ phát huy được sức mạnh của cán bộ dám làm hết mình vì nhân dân, tránh tình trạng đổ lỗi cho nhau, không dám mạnh dạn xử lý cán bộ có khuyết điểm. Trước đây, một cán bộ khi vi phạm thì chủ yếu xử lý trong nội bộ, một cách rất bình thường rút kinh nghiệm hoặc cao lắm là khiển trách rồi nhìn vào cấp trên và chờ cấp trên chỉ đạo.
nhưng quy định 41 này chỉ rõ ai là người cất nhắc bổ nhiệm thì cấp đó phải xử lý, nếu không làm được thì cấp trên sẽ chỉ đạo và xử lý một cách nghiêm túc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Hải phân tích. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Thị Gấm, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị khu vực 2 đánh giá, những năm qua, việc xử lý cán bộ đảng viên sai phạm được thực hiện rất nghiêm, đảm bảo công khai, kịp thời, không vùng cấm. Nhưng bên cạnh sự nghiêm minh của kỷ luật đảng, quy định 41 luôn thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Việc thực hiện quy định 41 thể hiện những giá trị tốt đẹp, tinh hoa trong đạo làm quan, đạo làm chính khách của các nhà chính trị ở phương Đông, phương Tây trước này. Quy định này khá chặt chẽ nghiêm minh, nhưng cũng thể hiện đạo lý sâu sắc, tính nhân văn, nhân ái, nghĩa tình. Đây là sự kế thừa những kinh nghiệm quý báu từ văn hóa chính trị của Việt Nam từ thời trước, bà Huỳnh Thị Gấm cho biết. Quy định 41 bước đầu được triển khai là cơ sở để thể hiện lòng tự trọng khi cán bộ có sai phạm, nhưng chưa đến mức cách chức hay vì lý do chính đáng khác. Việc thực hiện quy định này giúp cán bộ các cấp, các ngành ở trung ương, địa phương tự soi, tự sửa, tự phấn đấu để nâng cao năng lực trí tuệ, tu dưỡng đạo đức, phục vụ sự nghiệp chung. Vụ buôn lậu 51kg vàng, bà trùm 10 tường nói chỉ giúp sức. Thưa quý vị, 10 tường thừa nhận giúp sức nhưng không phải chủ mưu, trong khi nhóm bị cáo ở tiệm vàng nói không liên quan đường dây của bà trùm. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 tường, cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép. Theo đó, các bị cáo bị xét xử hai tội, đó là tội buôn lậu, điều 188 Bộ Luật Hình sự và tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, điều 189 Bộ Luật Hình sự. Sau phần thủ tục, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang công bố cáo trạng truy tố. Cáo trạng cáo buộc Hạnh là chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD vàng qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho các đối tượng buôn lậu. Cụ thể, trưa ngày 30 tháng 10 năm 2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia thuộc phường Vĩnh Ngơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ tắc giáng từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 07, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngơn, thành phố Châu Đốc cặp vào bờ đường Tuy Biên. Cùng lúc, 4 người đi bộ đến vỏ tắc giáng, lấy 3 cọc ni lông bên trong có chứa hơn 50,9kg vàng nguyên liệu 99,99%, mang đến để trên 2 xe mô tô đang đậu thì được lực lượng liên ngành tiến hành bắt giữ. Kết quả điều tra cho thấy, một số tiệm vàng và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Fana đang sinh sống tại Campuchia chuyển về Việt Nam. Tuốt, Hía, Fana thuê Hạnh vận chuyển tiền USD vàng. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70 USD, mỗi kg vàng là 15 USD. Để vận chuyển tiền USD vàng qua lại biên giới Việt Nam-Campuchia, Hạnh thuê và phân công các đối tượng trực tiếp liên hệ nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Các đối tượng vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng. Trước cáo buộc của Viện Kiểm sát, bị cáo Hạnh thừa nhận đã giúp sức cho đàn em trong vụ vận chuyển 51kg vàng và có qua lại tiền bạc với Dương Công Cường. Bị cáo có giúp sức để mấy đứa nhỏ kiếm tiền thêm. Viện Kiểm sát nhận định bị cáo tham gia vận chuyển là quá nặng cho bị cáo. Còn việc Lộc vận chuyển 200.000 USD, từ tiệm vàng thì bị cáo không biết. Bị cáo Hạnh nói, nhóm bị cáo là chủ tiệm vàng cũng không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Vân, tiệm vàng Vân Anh không thừa nhận mướn nhóm của Hạnh vận chuyển USD sang Campuchia để mua vàng đem về. Bị cáo cho rằng ai đến mua vàng thì bị cáo giao dịch chứ không biết gì. Bị cáo Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, tiệm vàng Kim Ngọc Mai cho rằng bản thân không biết, không liên quan đến đường dây của Hạnh. Tương tự, bị cáo Trần Thảo Trang, tiệm vàng Thảo Thành thừa nhận có đặt 31kg vàng từ bị cáo Trương Thái Nguyên nhưng không biết đường dây Hạnh. Hết giờ làm việc buổi sáng, tòa tạm nghỉ. Buổi chiều, hội đồng xét xử sẽ tiến hành xét hỏi bị cáo Phạm Tấn Lộc, Lê Thị Bạch Vân và Mai Thị Ngọc Phấn.